Chào mọi người, đây đang giao củ với cả gửi củ cho một số người để trồng Tết Lion với cả ly Lion đây là màu đỏ. Nhìn ra chuyển và một số thì bắt đầu cất vào kho. Đây, bên này đang đóng gói một số người số lượng ít này. Đây đang cất vào kho lạnh để bảo quản. Bình thường thì khi củ chưa gửi hoặc trong cái quá trình mà để chuẩn bị gửi bảo quản thì sẽ bảo quản trong kho lạnh chứ không để ở ngoài. Để ở ngoài thì củ nó sẽ hay bị mọc lên rất là nhanh, với cả là nó hay bị mốc với hỏng hoặc bị khô. Vàng bên mình thì cấp cả số lượng nhiều cũng có mà số lượng ít thì cũng có mọc. Đây, kho lạnh rất là lạnh. Để